Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa nâng cấp ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số, trong đó bổ sung thêm chức năng dịch vụ hỗ trợ người lao động theo nghị quyết 116 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Chức năng này áp dụng cho người lao động đã nghỉ việc nhưng đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động sau khi đăng nhập ứng dụng có thể vào mục dịch vụ công, chọn hỗ trợ Covid-19 theo nghị quyết 116, sau đó làm theo hướng dẫn. Ngoài ra, người lao động cũng có thể thực hiện thủ tục trên tại cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi đã đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập, người lao động vào mục kê khai hồ sơ, tới danh sách thủ tục, chọn mã thủ tục 653, hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chọn kê khai và làm theo hướng dẫn.